Chào cả nhà, hôm nay mình sẽ đập hộp em combo bàn phím và chuột không dây của Mophie cho cả nhà cùng xem nhé. Đập hộp em này ra, dĩ nhiên trong đó phải có bàn phím và chuột rồi phải không nè. Kèm theo đó, cả nhà còn được tặng một miếng sticker, một cọ phủ bụi, 3 viên pin và một quyển sách hướng dẫn sử dụng nữa nha. Em này thì có rất là nhiều màu, nhưng mình chỉ giới thiệu đến cả nhà 3 màu bestseller của hãng thôi nè. Trước khi sử dụng thì cả nhà đừng quên là phải nhớ gắn pin vào nha. 2 viên pin nhỏ thì mình sẽ dùng cho bàn phím, còn viên pin to thì mình sẽ dùng cho chuột. Dùng cho em bàn phím này thì phải nói là nó siêu trâu luôn. Thay một lần là mình có thể dùng được cả 2-3 tháng mới phải thay lại đó. Em combo này dùng wireless nên khi nào muốn sử dụng các bạn chỉ cần lấy USB dưới đít chuột ra, cắm vào máy tính bàn, TV, laptop là có thể sử dụng được nha. Ngoài ra em này còn được trang bị một dãy phím thao tác nhanh ở hàng trên cùng của bàn phím như tắt mở nhạc, tua bài hát, tăng giảm âm lượng và mở mail. Liên mua hàng được miễn phí vận chuyển, mình sẽ để bên dưới.